đi đâu mình lận về tí, còn mình chiều tối là thôi, về đấy là thôi, chiều 5 giờ là gọi lại cái nhà xem mình đóng đại rồi, lượn qua lúc. Vâng. Nó đi học nhật người ta để trong màn rồi, nó không thế. Vâng. Nó quá tổ chức. Vậy sau này mình mà có bỏ trong màn thì đấy đi mùa đông được. Cái này là dài là khoảng bao nhiêu mét đây nhỉ? Rộng là thôi, đến 4-5, hơn 20 mét đúng không? Mấy đứa là? Em mới có một nhóc.